Hi, chào mọi người. Hiện tại Toàn đang tại phòng chụp hình của Dora 3. Và ngày hôm nay Toàn giới thiệu đến mọi người mẫu áo F50 mới nhất 2017. Thì điểm nổi bật của mẫu áo F50 này là vừa logo. Logo được ép bằng loại đề can cao su nổi rất là đẹp. Các bạn nhìn sơ qua vừa logo. Thứ hai nữa là vừa đường may. Đường may thì mẫu áo này thay vì khác với những mẫu áo đá banh mà trước kia thì mẫu áo này được may với đường may là đường may nổi. Được may nổi theo công nghệ mới nhất, giống như các hãng Nike, Adidas và các mẫu đồ tập nghiêm thì nó sẽ may theo cái kiểu là đường may nổi. Đó. Tay, viền tay. Chân vai thì sẽ có ba sọc Adidas. Màu áo này thì được chuyển màu từ màu xanh đậm. Bên dưới này là một màu xanh đậm. Màu xanh đậm sẽ được chuyển lần lên một màu xanh nhạt hơn và có những họa tiết giống như là kiểu gợn sóng. Cho nên là cái màu áo này mình đặt tên đó là F50 gợn sóng. Về phần cổ thì nó cũng có một số điểm nổi bật, đó là thay vì cổ sẽ có một màu trơn xanh thì bây giờ mình sẽ phối thêm một màu xanh nhạt nữa, giống như đường phối của tay áo bên này. Logo quần. Vừa logo quần thì cũng được ép nổi 3D bằng cao su. Đồ canh cao su. Các bạn hãy nhìn sơ qua vừa logo quần. Rất là đẹp và rất là sắc nét. Này thì bao bông tép. Thì màu áo này hiện tại ra có gồm có 5 mẫu, đó là màu xanh, màu xanh da, màu xanh lá, màu đỏ và màu trắng, trắng xám. Thì các bạn có thể cập nhật những mẫu mới này tại website dodabanh.com.vn. Tại đó mình có đưa lên những cái mẫu mới, các bạn có thể theo dõi. Cảm ơn các bạn.